Xin chào anh em nhé, xin chào tất cả mọi người. Thì đang cho chim tắm thì có người gọi điện cho mình, có con mơ viền mắt này và có tí mí lửa bên trên mắt. Thì bây giờ mình sẽ đi xem con mơ ấy có đẹp không em nhé, hay má trống như nào thì mình sẽ quay để cho anh em tận mắt xem con chim nó như nào. Và được thì ok mình sẽ bắt về anh em ạ. Mơ viền mắt được vài chấm nhỏ và tí mí lửa bên trên anh em nhé. Ok anh em theo em. Hay đi gọi tận đâu không? Đang đi Đức Yên, từ này có dỗ đi đội đồ, à có gì nhà ông bà đi đưa nhà mới mua đồ đi cho ông bà. Đâu rồi? Đó kèm một đôi rồi. Rồi đấy chứ. Một đôi này nó kèm 200 luôn á. Đâu à? Đưa ra đây rồi. Đâu chị? Đi đâu bố ngoại nhá. Cho anh nằm cái tặng. Đây là anh bảo này, chim này nó đang cái lo rồi giờ. Hôm trước anh đánh qua anh bán luôn rồi. Nói như này này, nói đẹp thì không nói là đẹp đó, nhưng mà nói là nói chung là nó đang thấy long. Con này đây này em nhìn này, được xem bắt được, nó xem chim thực tế, còn cái này còn đó, tí mờ không nhiều, nhiều con hai cái mặt tắt một mí lửa đỏ chưa. Đồng ý con này tỷ lệ là cái phần trăm chim nó nuôi rồi. Lột mỏ ấy còn chả lột mỏ này, để xem chim. Đó, dẫn cho em lên xem chưa? Em vào trong ban. Cả hai bên thì mí sợ mí lửa bên mặt kia nhiều hơn. Ở đâu vậy? Ở đây, chim này chim nó nuôi rồi chứ không phải là chim ấy ở đâu. Ôi, nó có mái thì niệm. Mái thì niệm, nhìn cái ảo ảnh ấy, nhìn nó trông giống mái. Một kinh quá. Chắc nào? Ừ. Để chưa vào. Để đâu đâu, cứ để đây. Cứ để đây đi đã, từ từ đã. Từ từ nhá. Đây từ hôm không có chim này chú nhá. Là mấy hôm đi cỗ để đây là nó chua chua. Con này chắc sỏng của ai đúng không? Con chim lớn luôn là bị chim chảo con này. Nó bị trời mặt rồi. Con chảo này nó không hốt lắm đâu. Chim chảo này nó tách ra rồi đã thuần. Nhì mái cao lắm. Từ khi chấm mơ tí tí. Có mí lửa. Chân này. Màu giống hết lên. Nổi dây hết màu nhìn dễ hơn nữa. Ừ.
chua lòm bên đây cái phần đó này, phần này này.